Havana Retreat là khu nghỉ dưỡng rộng 15 hecta nằm trên những ngọn đồi thuộc bản Bạnh, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cách thị trấn Mai Châu khoảng 28 km, Havana Retreat được bao quanh bởi những ngọn đồi, những thửa ruộng bậc thang, những thác nước và dòng suối tự nhiên trong mát quanh năm. Resort bao gồm có 41 villa nằm dọc theo sườn núi, được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà của người Hờ Mông. Bởi vậy, từ nội thất cho đến vật dụng, trang trí trong phòng đều mộc mạc, đơn giản gắn liền với đời sống văn hóa của dân tộc miền núi. Tất cả các phòng đều có view nhìn ra ruộng bậc thang hoặc thung lũng Mai Châu đẹp mộng mơ. Một trong những điểm nổi bật làm nên danh tiếng của Havana Retreat là khu spa nằm tách biệt giữa rừng mưa nhiệt đới với 8 phòng trị liệu. Du khách có thể bắt đầu hành trình bằng những bước chân nhẹ nhàng trên cây cầu gỗ, nhấp một ly nước mát lành, rồi tự mình lựa chọn mùi hương thảo mộc yêu thích. Dưới các động tác trị liệu đầy kỹ thuật, bạn sẽ thấy những căng thẳng và mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản. Resort còn thiết kế các tour độc quyền nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đích thực về văn hóa bản địa và cảnh quan núi đồi ngoạn mục như tour xe jeep băng qua giữa hai bên cánh đồng lúa ngút ngàn tầm mắt hay nảy bánh trên những con đường đất đá gập ghềnh, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.